20 câu nói truyền cảm hứng của nhà khoa học vũ trụ Stephen Hawking. Thông tin từ gia đình nhà khoa học Stephen Hawking cho biết ông vừa qua đời ở tuổi 76. Cuộc đời của Stephen Hawking đã để lại dấu ấn theo nhiều cách, những phát kiến vĩ đại, với nghị lực chống chọi lại căn bệnh quái ác. Trước tiên, vì ông là một nhà vật lý đại tài, người đã tạo bước đột phá trong phát hiện về thiên hà, hố đen và những mặt khác chưa được biết tới của vũ trụ mà ta đang sinh sống. Thứ hai, ông đã sống sót qua căn bệnh xơ cứng teo cơ một bên, được chẩn đoán khi ông chỉ mới 21 tuổi. Ông được bảo rằng mình chỉ còn vài năm để sống nhưng ông đã sống khỏe mạnh và minh mẫn đến tận ngày hôm nay, ở tuổi 76. Ông phải ngồi xe lăn từ những năm 20 của cuộc đời và sau đó mất khả năng nói. Điều này đồng nghĩa với việc giờ đây, ông phải nhờ tới sự giúp đỡ của chiếc máy đọc. Sau đây là một vài sự thật ít được biết tới về Stephen Hawking. Ông sinh vào ngày 8 tháng 1 năm 1942, trùng với lễ kỷ niệm 300 năm ngày mất của Galileo. Hồi còn đi học, ông chỉ đạt mức điểm trung bình. Ông luôn tò mò về nguyên tắc hoạt động của chiếc đồng hồ và thường tháo nó ra thành từng mảnh để xem, nhưng lại không giỏi lắm trong việc lắp ráp chúng lại với nhau. Việc học của ông tại Oxford đã bị ảnh hưởng bởi những buổi tập luyện chèo thuyền diễn ra vào 6 buổi chiều mỗi tuần. Ông đảm đương nhiệm vụ chèo lái, điều chỉnh hướng con thuyền và giữ cho các thành viên khác được an toàn. Vấn đề duy nhất là việc học tập của ông bị ảnh hưởng, và ông thừa nhận mình đã phải đi đường tắt để vượt qua các bài kiểm tra. Quá trình học tập và nghiên cứu đã đem lại cho ông vô số những giải thưởng. Thật kỳ diệu khi biết được rằng Stephen Hawking đã giữ vị trí phân khoa trưởng về toán học của trường Đại học Cambridge trong 30 năm. Isaac Newton đã giữ vị trí tương tự vào năm 1669. Cuộc đời của Stephen Hawking là câu chuyện kỳ diệu về một người đàn ông phải đối mặt với vô số những khó khăn trở ngại để trở thành một trong những nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới. Sau đây là 20 trong số những câu nói nổi tiếng nhất của ông sẽ truyền cảm hứng cho bạn khi bạn cảm thấy nản lòng. 1. Tôi để ý rằng kể cả những người khẳng định rằng mọi thứ đã được định sẵn, và chúng ta không thể làm gì để thay đổi điều đó, họ vẫn luôn quan sát trước khi sang đường. 2. Mặt trái của sự nổi tiếng là việc tôi không thể đi đến bất cứ đâu trên thế giới mà không bị nhận ra, kể cả khi tôi đã đeo kính râm và đội tóc giả thì vẫn chưa đủ, bởi chiếc xe lăn đã để lộ tất cả. 3. Thành tựu lớn nhất của loài người đạt được nhờ sự giao tiếp, và thất bại lớn nhất của loài người là do không giao tiếp. Mọi chuyện không cần phải như thế. Những hy vọng lớn nhất của chúng ta có thể trở thành hiện thực trong tương lai. Với sự có mặt của công nghệ trong tầm tay chúng ta, mọi khả năng là không biên giới. Tất cả những gì chúng ta cần làm là đảm bảo rằng chúng ta sẽ tiếp tục giao tiếp. 4. Sự thông minh là khả năng thích ứng với những thay đổi. 5. Sự hung bạo, tính xấu nhất của con người, sẽ phá hủy nền văn minh nhân loại. 6. Lời khuyên của tôi cho những người khuyết tật khác là, tập trung vào những thứ mà bạn có thể làm tốt, ngay cả với những khiếm khuyết, và đừng tiếc nuối về những thứ bạn không thể làm được. Đừng khuyết tật trong tâm hồn, cũng như về mặt thể chất. 7. Những ai khoe khoang về chỉ số thông minh của họ là những kẻ thua cuộc. 8. Thứ nhất, hãy nhìn lên bầu trời sao chứ đừng nhìn xuống nơi bạn đang đứng. Thứ hai, đừng bao giờ từ bỏ công việc. Không. Việc cho bạn ý nghĩa và mục đích sống, và cuộc đời sẽ trống vắng nếu thiếu chúng. Thứ ba, nếu bạn đủ may mắn để tìm được tình yêu, hãy luôn ghi nhớ sự hiện diện của tình yêu đó và đừng vứt bỏ chúng. 9. Chẳng ích gì bực tức nếu bạn đang mắc kẹt. Điều mà tôi sẽ làm là tiếp tục nghĩ về vấn đề đó nhưng giải quyết những thứ khác. Đôi khi phải mất hàng năm trời trước khi tôi nhận ra được vấn đề. Trong trường hợp về cái hố đen, nó đã tốn của tôi 29 năm. 10. Lần sau nếu ai đó phàn nàn rằng bạn đã mắc sai lầm, hãy nói với họ rằng có lẽ đó là điều tốt. Bởi nếu không có những lỗi lầm, thì cả tôi và bạn đều đã không tồn tại. 11. Tất cả chúng ta đều khác biệt, nhưng chúng ta đều chia sẻ chung tâm hồn của con người. Phải chăng chính nhờ bản chất con người đó giúp chúng ta thích ứng và sống sót? 12. Nếu được chọn một siêu anh hùng để trở thành, tôi sẽ chọn Superman. Anh ấy là tất cả những gì tôi không phải. 13. Tôi chỉ là một đứa trẻ không bao giờ lớn. Tôi không ngừng đặt những câu hỏi như tại sao và như thế nào. Đôi lúc, tôi tìm được câu trả lời. 14. Tôi đã sống với cái chết cận kề trong suốt 49 năm qua. Tôi không sợ cái chết, nhưng tôi không vội vàng để chết. Tôi còn rất nhiều thứ muốn làm trước đã.
15. Hãy thử giải nghĩa những thứ bạn thấy, và tự hỏi điều gì khiến vũ trụ này tồn tại. Hãy tò mò, bởi dù cuộc sống có khó khăn đến mức nào, luôn luôn có điều gì đó bạn có thể làm được, và thành công. Quan trọng là bạn không từ bỏ. 16. Thật tốn thời gian để cáu giận về những khiếm khuyết của mình. Ai cũng phải đối mặt với cuộc sống, và tôi đã làm điều đó không quá tệ. Mọi người sẽ không có thời gian cho bạn nếu bạn suốt ngày bực tức và phàn nàn. 17. Chúng ta đang gặp nguy hiểm hủy hoại chính bản thân mình, bởi sự tham lam và ngu ngốc. Chúng ta không thể tiếp tục chỉ nhìn đến bản thân mình trong một hành tinh nhỏ bé ngày càng ô nhiễm và đông đúc. 18. Một vài người sẽ nói rằng những thứ như tình yêu, niềm vui và cái đẹp thuộc về một phạm trù khác với khoa học, và không thể mô tả được bằng những thuật ngữ khoa học, nhưng tôi nghĩ bây giờ chúng đều có thể giải thích được bằng thuyết tiến hóa. 19. Luôn giữ đầu óc minh mẫn là điều cốt yếu trong sự sống sót của tôi, cùng với việc duy trì khiếu hài hước. 20. Không có rất nhiều thứ tôi muốn làm. Tôi ghét lãng phí thời gian. Nhà vật lý thiên tài Stephen Hawking qua đời ở tuổi 76. Đại diện của gia đình Hawking cho biết nhà vật lý thiên tài người Anh vừa qua đời ở tuổi 76. Ông có đóng góp lớn cho khoa học và dành cả cuộc đời để giải mã các bí ẩn của vũ trụ. Hawking sinh ngày 8 tháng 1 năm 1942, là nhà vật lý người Anh có đóng góp lớn cho khoa học. Các con của nhà vật lý cho biết ông Hawking, 76 tuổi, đã ra đi trong bình an vào sáng sớm ngày 14 tháng 3 tại nhà riêng ở Cambridge, Anh. Woody Allen gọi Hawking là ngôi sao sáng nhất trong ngành vũ trụ học hiện đại. Ông là tác giả của cuốn Lược sử thời gian, một trong những cuốn sách phổ thông về khoa học nổi tiếng nhất mọi thời đại. Sự ra đi của Hawking không chỉ là một tin buồn đối với giới khoa học, mà còn cả những người quan tâm đến vật lý và vũ trụ học. Cuộc đời Hawking là những chuỗi ngày sống chung với căn bệnh xơ cứng teo cơ và tìm kiếm lời giải cho những bí ẩn của vũ trụ. Những công trình của Hawking trải rộng trên nhiều lĩnh vực, từ khám phá về nguồn gốc vũ trụ, thăm dò tiềm năng của việc du hành thời gian, cho tới bí ẩn đằng sau hố đen. Chúng tôi đau buồn sâu sắc trước việc người cha thân yêu đã qua đời vào hôm nay. Các con của Hawking, gồm Lucy, Jabez và Tim nói trong một thông cáo được hãng BA đăng tải. Ông là một nhà khoa học vĩ đại, một người đàn ông phi thường với công sức và di sản sẽ sống cùng chúng ta trong nhiều năm nữa. Ông ấy từng nói, vũ trụ sẽ không còn là vũ trụ nếu nó không thể là nhà cho những người bạn yêu thương. Chúng tôi sẽ nhớ ông mãi, các con của Hawking nói. Phần lớn thời gian trưởng thành của Hawking trải qua trên chiếc xe lăn, và ông chỉ có thể nói chuyện qua một hệ thống máy tính hỗ trợ giao tiếp. Tôi thường được hỏi, bị teo cơ thì sao? Ông viết. Câu trả lời là, không nhiều lắm. Tôi cố gắng sống một cuộc đời bình thường nhất có thể, không nghĩ về tình trạng của mình, không hối hận những điều mà mình không thể làm, mà cũng không nhiều những điều như thế lắm. Stephen đúng là đã làm được điều ông tin là định mệnh của mình, khoa học. Dù cuộc đời ông thì không bình thường lắm, bên trong thân thể trông như vô dụng của Hawking là một bộ não sắc bén và tò mò trước bản chất vũ trụ, cách nó hình thành cũng như số phận mà nó có thể đi đến. Các công trình của Hawking xoay quanh việc sử dụng thuyết tương đối và thuyết lượng tử để giải thích sự hình thành, vận hành của vũ trụ. Bình Thuận thông tin về nước xả ra biển đen như hắc ín. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, việc xả nước thải nêu trên không phải nước thải lấy trực tiếp từ các cơ sở chế biến hải sản trong cảng cá La Di. Ngày 26 tháng 2, ông Phạm Văn Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, có báo cáo nhanh cho Thường trực tỉnh ủy liên quan đến hai video clip xả nước thải đen ngòm ra biển được chia sẻ trên Facebook và báo chí phản ánh. Cụ thể, sau khi có thông tin phản ánh, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu các đơn vị liên quan làm rõ. Bước đầu đã xác định hệ thống xả thải nói trên là hoạt động thoát nước trong phạm vi dự án lấn biển của công ty Vinam. Dự án này đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Báo cáo đánh giá tác động môi trường vào tháng 1 năm 2017. Do đặc điểm nguồn nước trước cảng ô nhiễm chủ yếu là bùn, rác và chất thải lâu ngày tích tụ, nên nước có màu đen như báo chí phản ánh, mặc dù đơn vị thi công đã làm bờ bao để lắng lọc giữ lại một lượng bùn, đất. Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận, việc xả nước thải nêu trên không phải nước thải lấy trực tiếp từ các cơ sở chế biến hải sản trong cảng cá La Di. Được biết sáng nay, 26 tháng 2, một tổ công tác của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận đã đến hiện trường để xác minh, trong đó sẽ làm rõ việc xả thải ra biển nói trên đã có quan trắc và kiểm tra thành phần chất thải,
cũng như việc xả thải trên do đơn vị nào cấp phép để xử lý. Các bạn hãy bấm vào nút đăng ký kênh bên dưới để có thể cập nhật những tin tức nóng hổi mới nhất nhé.